Minh và Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc như ý, trúng số giàu to. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước tin vui bất ngờ. Người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, trời thương Phật độ, gặp thời đổi giận, trúng lớn liên tiếp. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024, giàu nhanh chóng mặt. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 thân mến, quá khứ từng có lúc tâm của Kỷ Mùi chỉ có đất trời, chỉ nhìn thiên địa, chỉ tin bản thân và chỉ thuận theo bản tâm, bản tính. Cách đây không lâu có lúc Kỷ Mùi tưởng mọi sự đều đã ổn, an lòng mình đã đạt được hạn mức tối cao của cuộc đời, rón rén thò một chân ra khỏi dòng an toàn cố hữu, mong thành công trong thành tựu, nghĩ được dựng xây một đời vô tư bên cạnh gia đình mà mình yêu thương. Thời gian trước, từng có lúc Kỷ Mùi cuồng ca một khúc, từng có thời điểm bản mệnh hân hoan trong sự si say, tung bay trong men chiến thắng, rồi cuộc sống không phải là một giấc mơ. Cuộc đời là nơi mà Kỷ Mùi là đạo diễn, nhưng kịch bản lại do mệnh số giao cho, mà kịch bản mệnh số đưa thì thường điềm thêm dài ba chương. Bi kịch dăm ba dòng khổ đau, thật ra tưởng chừng ấy khó khăn, đau khổ dành cho Kỷ Mùi có thể khiến bản thân tự lập, nhưng không, công sức nào trả được đền đáp. Công vuông chồng nào chẳng được thu hái trái ngọt, sau 9 tháng đầu năm vất vả ngược xuôi. Theo dự ngôn mới nhất, đúng nửa cuối tháng 10 âm lịch sắp tới, người tuổi Kỷ Mùi chính thức đến hồi Thái Lai, bồi thu tài lộc tiền bạc ào ào đổ về nhà. Giàu có nhất thiên hạ, quý bản mệnh, tuổi Kỷ Mùi muốn biết cụ thể như thế nào, hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của những người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 có thể được ví như một hành trình dài đầy gian truân và thử thách. Từ khi còn trẻ, họ đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí nhiều khi tưởng chừng như gục ngã giữa những biến động của cuộc đời. Kỷ Mùi sinh ra với bản tính mạnh mẽ, kiên cường và đầy ý chí, nhưng chính vì thế mà cuộc đời lại càng thử thách họ nhiều hơn, buộc họ phải không ngừng chiến đấu. Giai đoạn tuổi trẻ của người tuổi Kỷ Mùi thường không mấy suôn sẻ. Họ không ngại khó, ngại khổ, nhưng vì số mệnh không thuận lợi nên nhiều lúc công việc tài chính hay thậm chí cả tình cảm cũng gặp không ít trắc trở. Những vấp ngã trong công việc, những mối quan hệ giãn nứt hay đôi khi là sự thiếu hụt về tài chính khiến Kỷ Mùi nhiều lần rơi vào cảnh bế tắc. Thế nhưng, người tuổi Kỷ Mùi chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Qua mỗi lần vấp ngã, họ lại đứng lên với ý chí mạnh mẽ hơn. Sự kiên trì và nhấn mạnh của họ dần được đền đáp. Đến giai đoạn trung vận, cuộc sống của Kỷ Mùi bắt đầu có những chuyển biến tích cực hơn. Công việc tuy không phải là quá đột phá, nhưng đã đi vào ổn định. Họ dần có được những thành quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, dù đôi khi vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, điều đặc biệt là đến giai đoạn hiện tại, người Kỷ Mùi đã dần hiểu ra một chân lý quan trọng trong cuộc sống: biết đủ sẽ hạnh phúc. Họ đã trải qua nhiều thăng trầm, biết thế nào là đủ để không còn phải đua tranh với đời. Dù có thể không giàu sang, không phải là người có nhiều của cải, nhưng với họ, sự bình yên trong tâm hồn, sức khỏe và những mối quan hệ tốt đẹp mới chính là tài sản vô giá. Khi đã biết đủ, người tuổi Kỷ Mùi nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc có nhiều hay ít, mà ở cách họ nhìn nhận cuộc sống. Họ hiểu rằng so với nhiều người khác, họ vẫn còn nhiều may mắn và phước lành. Sự an lạc trong tâm hồn, niềm vui từ những điều giản dị hàng ngày, cùng với tình yêu thương từ gia đình, bạn bè, đó mới là điều đáng trân quý nhất. Tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 đã trải qua một cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng qua những thử thách ấy, họ đã học được bài học quý giá.
biết đủ là hạnh phúc. Giờ đây họ có thể nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào và sự thanh thản, bởi họ đã có đủ để sống, đủ để vui và đủ để yêu thương. Tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, cầm tinh con dê. Trong số 12 con giáp, tuổi Kỷ Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Kỷ Mùi 1979 thuộc mẫu người trực tính, phúc hậu, cẩn thận, chu đáo, mang nhiều hoài bão. Đặc tính của can kỷ, một số Kỷ Mùi ít muốn đảm trách đại sự, thích an phận thủ thường. Người tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh thiên, thượng, quả tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi điều thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác. Bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai. Kỷ Mùi luôn sống hết lòng với bạn bè, nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Người thiên thượng quả rất công bình, chính trực hào sảng. Số nạp âm thiên thượng quả mà có nhiều các tinh tại mệnh, nếu đứng ngôi chủ và thời bình bàn dân thiên hạ được nhờ. Nhưng thiên thượng quả mạng Kỷ Mùi là mặt trăng, tính chất nhu hòa lắm khi lại lạnh nhạt và vô tình. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới. Tuổi Kỷ Mùi là những người thiên sống về nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với Kỷ Mùi không phải là cuộc sống giàu sang sung sướng, mà là một người sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất tuổi Mùi khá ương bướng, những gì họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp Kỷ Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn tranh chấp. Tính cách của người Kỷ Mùi khá thăng trầm, thận trọng trong mọi việc, dù tâm hồn mơ mộng, yêu thích tự do, nhưng họ làm gì cũng có quy củ theo từng bước, chứ không bao giờ tự ý làm gì theo ý thích của mình. Người này đường nhân duyên tốt, giữ được các mối quan hệ xã giao bền vững. Họ là người biết lo lắng, chăm sóc cho mọi người, nên hiếm khi xảy ra tranh cãi bất đồng gì lớn. Người này tính tình hướng nội, hay lo lắng nên thường phiền não vì những chuyện nhỏ nhặt. Tính cách người tuổi Kỷ Mùi cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là trong tình yêu, chỉ một chút quan tâm của người yêu cũng khiến họ vui mừng khôn xiết, mà người yêu lạnh lùng chút thôi là cũng dễ buồn bã. Tuổi Thân nhưng có buồn phiền thì họ cũng chẳng nói ra, bởi người này rất hiểu chuyện, luôn thông cảm cho người khác. Bản thân họ cũng là người cảm xúc thất thường, khi nóng, khi lạnh. Với người mình yêu, Kỷ Mùi không hay thể hiện cảm xúc trước mặt người yêu, có phần nhút nhát, dè dặt, dù đã nghĩ rất nhiều điều, nhưng tới lúc lại chẳng nói ra được. Khi đã đem lòng yêu ai, là những chú dê sẽ hết lòng chăm sóc người đó, thậm chí còn có phần hơi quá, khiến đối phương cảm thấy ngại ngùng, phản cảm. Họ yêu chân thành và nguyện hy sinh bản thân cho người mình yêu, dù phải từ bỏ công việc, học hành, thì họ cũng không màng, dù đối phương có đưa ra yêu cầu vô lý đến thế nào. Họ cũng không tính toán, nhẫn nhịn hết mức. Đến khi kết hôn rồi thì tình cảm lại càng thắm thiết hơn, luôn một lòng một dạ cùng người ấy gây dựng tổ ấm gia đình. Tuổi Kỷ Mùi là người trung thực, song rất hay mơ mộng về những thứ hão huyền hoặc rã rời. Thực tế họ là người yêu thiên nhiên, thích đắm chìm trong không gian tươi mát trong lành của thế giới. Tự nhiên cũng mơ mộng mình được biến thành một chú chim tự do bay lượn giữa bầu trời, một chú cá vô tư dẫy dùng giữa biển khơi. Kỷ Mùi khó có cuộc sống giàu sang, phú quý, nhưng họ cũng không bao giờ phải chịu nghèo khổ vất vả. Những người này rất tốt bụng, sẵn sàng sẽ chia tài sản của mình cho người đang gặp khó khăn. Trong công việc họ rất có trách nhiệm và coi trọng chữ tín. Một khi được giao nhiệm vụ nào đó thì Kỷ Mùi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất, không bao giờ lỡ hẹn hay phụ lòng tin của ai đó. Tuổi Kỷ Mùi làm việc khá cẩn thận, chậm chạp, vì nếu những người yêu thích tốc độ sẽ không thể hợp tác làm ăn với họ. Thậm chí Kỷ Mùi ghét nhất là bị ai đó thúc giục bắt phải vội vàng trong khi làm việc. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống, bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình, Kỷ Mùi được người khác kính trọng và ngưỡng mộ. Họ là những công tử phân minh khi làm việc, tuyệt đối không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Tuổi Kỷ Mùi không thích là người đứng đầu, cũng không thích lãnh đạo ai,
Không phải vì họ không có khả năng mà những người này dường như có xu hướng làm việc độc lập an nhàn, không chịu áp lực quá lớn của công việc. Tuổi Kỷ Mùi rất biết tôn trọng, tôn ti trật tự, kính trên nhường dưới. Dù trong lòng có điều gì không vui đến thế nào, họ vẫn luôn tươi cười chứ hiếm khi để lộ nỗi niềm ra mặt. Họ có chí cầu tiến, ham học hỏi, không mơ mộng đến chuyện một bước lên tiên, mà luôn cố gắng hết sức mình bước từng bước vững chắc đến với mục tiêu đã định hành. Sự cẩn trọng dù người ta có dùng lời lẽ mỹ miều thế nào để chiêu dụ thì họ cũng không dễ dàng mắc lừa. Tuy nhiên, cũng chính vì quá thận trọng, không dễ tin người mà họ cũng đánh mất rất nhiều cơ hội trong đời. Bù lại thì họ có sự cần cù, chăm chỉ, không ngại bất cứ việc gì. Dù là một chi tiết nhỏ, họ cũng không bỏ sót. Nhưng người này có một điểm yếu, đó là ý chí không kiên cường. Chỉ cần gặp phải thất bại là bao nhiêu nhiệt huyết cũng bị rút sạch. Mất cân bằng tâm lý, không biết phải làm gì. Bản thân người Kỷ Mùi cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở suy nghĩ, chứ không chịu bắt tay vào hành động. Họ thường tự tìm lý do bào chữa cho mình, cuối cùng chẳng bao giờ hiện thực hóa được mong ước của bản thân. Người tuổi Kỷ Mùi rất chính trực, vị tha, hiền lành, độ lượng. Chính vì vậy khi có những việc quan trọng thì họ rất khó quyết đoán, dứt khoát. Nếu gặp phải khó khăn thì rất hay lo lắng, bi quan, đau khổ. Họ không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Kỷ Mùi thường rất được mọi người yêu mến vì sự từ tốn và tính cách hiền dịu của họ. Họ là những người sâu sắc, tốt bụng, hay giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Vì thế, họ luôn được đền đáp xứng đáng trong cuộc sống. Thực tế những người này rất may mắn trong sự nghiệp và chuyện tiền bạc. Họ là những người có tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ, với cuộc sống sung sướng, đủ đầy tiện nghi. Khi lớn lên, cuộc đời của Kỷ Mùi có nhiều biến động, đặc biệt về vấn đề tình cảm. Họ trở nên trầm lặng và khép kín bản thân hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian này cũng mau chóng qua đi, rồi tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp được người bạn đời phù hợp và xây dựng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vĩnh cửu. Vận số cuộc đời tuổi Kỷ Mùi có thăng, có trầm, thời trẻ nhiều vất vả nhưng đa số về già có cuộc sống an nhàn bình yên. Tuy nhiên, người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Dù có gặp nhiều khó khăn, nhưng tuổi Kỷ Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bước vào giai đoạn trung niên là lúc vận mệnh của tuổi Kỷ Mùi thay đổi sang một giai đoạn mới. Tuổi Kỷ Mùi thường gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Ngoài ra, quan hệ xã hội cũng tương đối tốt đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bạn không những biết xử lý tình huống khéo léo mà còn biết cách giao tiếp, biết trước, biết sau, khiến ai cũng thoải mái dễ chịu. Nhờ vậy mà bất kể làm việc gì tuổi Kỷ Mùi cũng gặp được nhiều may mắn. Mọi chuyện diễn ra đều rất thuận lợi suôn sẻ. Cuộc sống thăng hoa bất ngờ, sự nghiệp không những ổn định, tài vận dồi dào, mà chuyện tình cảm cũng thăng hoa, càng lớn tuổi càng sống thoải mái và an nhàn. Người tuổi Kỷ Mùi, nữ mệnh thường là những người có tính cách mềm mỏng, rất dễ cảm thông và thường tha thứ cho mọi người. Họ không thích việc ganh đua đấu tranh, chỉ muốn yên bình. Cuộc đời của Kỷ Mùi nam mệnh được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều, con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an, thuận lợi. Có điều nam Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, hãy nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, người tuổi Kỷ Mùi đang ở trong giai đoạn chuyển mình quan trọng, vừa có những thử thách nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội. Chìa khóa để thành công là sự bền bỉ, sự khéo léo trong giao tiếp và sự rộng lượng đối với bản thân và mọi người xung quanh. Những khó khăn không làm giảm đi năng lực và quyết tâm của bạn, mà ngược lại, sẽ giúp bạn bạn mạnh mẽ hơn, phát triển một cách toàn diện hơn. Cuộc sống luôn là một hành trình dài và khi mỗi tháng trôi qua, những gì bạn tích lũy được sẽ trở thành hành trang quý báu. Hãy đón nhận thời điểm này với tâm thế cởi mở, bạn sẽ thấy rằng mọi điều xảy ra đều mang lại những bài học ý nghĩa và những cơ hội để bạn vươn xa hơn. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, bản mệnh sẽ đối diện với một số vấn đề liên quan đến sức khỏe của bản thân hoặc người thân trong gia đình. Điều này có thể khiến bạn phải lo lắng, tiêu tốn không ít thời gian và công sức. Một số dấu hiệu bất ổn về thể chất có thể xuất hiện, nhắc nhở bạn cần chú ý đến chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ. Đặc biệt, nếu trong gia đình có người lớn tuổi,
hoặc trẻ nhỏ, hãy dành thời gian quan tâm chăm sóc kỹ lưỡng. Việc lo lắng và dành nhiều thời gian cho gia đình là điều quý báu. Nhưng bạn cũng đừng quên tự chăm sóc bản thân. Bản mệnh cần chú ý đến việc cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Đừng để những lo âu, áp lực tác động quá nhiều đến tinh thần. Đôi khi một khoảng thời gian thư giãn sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng, sẵn sàng đón nhận những thử thách tiếp theo. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch đang mở ra trước mắt người tuổi Kỷ Mùi những cơ hội, đồng thời cũng không ít thách thức với sự ảnh hưởng từ nguyệt lệnh dưỡng. Bản mệnh đặc biệt được thôi thúc trong việc mở rộng hiểu biết, nâng cao tri thức và kinh nghiệm sống. Đây không chỉ là những bài học từ sách vở hay kiến thức bề ngoài, mà là sự tích lũy từ chính những trải nghiệm thực tế mà bạn đã và đang trải qua. Dù cho hành trình hiện tại có những gập ghềnh, thăng trầm, người tuổi Kỷ Mùi không hề cảm thấy nản trí. Thay vì lo nghĩ nhiều về khó khăn, bạn chọn đối diện chúng bằng một tâm thế kiên cường, bình thản. Điều này đã và đang sẽ giúp bạn không ngừng phát triển và trưởng thành qua từng bước. Bản mệnh sẽ nhận thấy rằng thời điểm này mang theo những dấu hiệu tích cực cho sự chuyển mình. Những ước mơ bạn từng ấp ủ bấy lâu nay có khả năng sẽ bắt đầu hiện thực hóa thông qua sự cố gắng và kiên trì không ngừng của mình. Con đường đã chọn sẽ không trải đầy hoa hồng, nhưng đằng sau mỗi khó khăn là một cơ hội. Và nếu bạn giữ vững niềm tin, sẽ có lúc bạn ngạc nhiên về những gì mình đạt được. Đây cũng là giai đoạn bạn nên dành nhiều thời gian cho việc xác định rõ ràng hơn về mục tiêu, hướng đi mà mình thực sự mong muốn. Có thể rằng những biến cố xảy ra trong thời điểm này sẽ trở thành một phép thử cần thiết để bạn hiểu rõ bản thân mình hơn và từ đó phát triển hướng đi đúng đắn. Thời gian này, hung tinh ngũ quỷ có khả năng gây ra những phiền toái trong giao tiếp. Người tuổi Kỷ Mùi dễ gặp phải tình huống bất ngờ, như việc lời nói hoặc hành động vô ý bị hiểu nhầm. Bạn có thể đối diện với sự cạnh tranh không lành mạnh hoặc những lời đồn thổi vô căn cứ từ những người không thiện chí. Điều này là dấu hiệu bạn cần cẩn trọng hơn khi giao tiếp, đặc biệt là trong môi trường công việc và xã hội. Thay vì để những điều đó làm mất hòa khí, bạn hãy khéo léo xử lý bằng sự bình tĩnh, lắng nghe nhiều hơn và hạn chế phản ứng quá nhanh. Sự mềm mỏng, nhẹ nhàng chính là chìa khóa giúp bạn tránh xa được những rắc rối không đáng có và giữ vững các mối quan hệ xung quanh. Hãy nhớ rằng sự khéo léo trong cư xử sẽ giúp bạn gỡ rối nhanh hơn bất kỳ phản ứng mạnh mẽ nào. Thời điểm này, thiên tài chiếu mệnh mang đến may mắn về tiền bạc cho người tuổi Kỷ Mùi. Đây là cơ hội tốt để bạn nhận được khoản thu nhập thêm nhờ vào công sức và nỗ lực của chính mình. Sự cố gắng lâu ngày có thể sẽ được đền đáp qua một khoản thu bất ngờ hoặc một khoản đầu tư trước đây mang lại kết quả tích cực. Điều này không chỉ giúp cuộc sống của bạn ổn định, mà còn là nguồn lực để bạn chia sẻ, hỗ trợ những người xung quanh. Hãy sử dụng khoản tiền này một cách hợp lý, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người thân yêu, hoặc góp phần vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng. Sự rộng lượng và tình thương sẽ mang đến cho bạn những mối quan hệ tốt đẹp và niềm vui không ngờ. Đừng quên rằng sự sẻ chia không chỉ là cho đi mà còn là cách để tạo dựng phước lành cho chính mình. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Trước xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, người tuổi Kỷ Mùi sẽ bước vào một thời kỳ mà sự nghiệp mang đến không ít thử thách. Khi ngũ quỷ gây ảnh hưởng sâu sắc làm con giáp này có thể nhiều lần cảm thấy mất phương hướng, những mối bận tâm từ công việc hiện tại có thể khiến bạn không khỏi phiền lòng. Nhất là khi một vài sai lầm trong quá khứ bắt đầu để lại dấu vết, yêu cầu bản mệnh phải tập trung xử lý. Nhưng hãy nhớ rằng những gì đã xảy ra không thể thay đổi, chỉ có thái độ hiện tại mới giúp bạn giải quyết vấn đề một cách vững vàng. Đất dưỡng nhập mệnh mang đến cho tuổi Kỷ Mùi một sức sống mãnh liệt, tiếp thêm động lực để bạn không ngại đương đầu với mọi thử thách. Sự ngoan cường kiên nhẫn của bạn là tài sản lớn nhất giúp bạn bước tiếp mà không hề bị lay động, dù những biến cố, khó khăn có xảy đến. Với tinh thần cởi mở và khát khao học hỏi, bạn luôn tin rằng mỗi trải nghiệm đều là bài học quý giá, và chính thái độ tích cực này đã giúp bản mệnh tiến xa hơn, không ngừng rèn luyện bản thân để trưởng thành, chín chắn hơn. Đặc biệt, trong thời gian này, khả năng giao tiếp của người tuổi Kỷ Mùi trở thành một lợi thế lớn khi biết sử dụng khéo léo ngôn từ và truyền tải thông điệp rõ ràng. Bạn dễ dàng thu hút được sự ủng hộ,
giúp đỡ từ người khác dù trong công việc hay cuộc sống. Nếu trước đây bạn từng thu mình, ngại chia sẻ, thì thời điểm này sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn bước ra khỏi vỏ ốc của mình, thể hiện bản thân một cách tự tin hơn. Những người xung quanh sẽ nhận thấy một Kỷ Mùi cởi mở, nhiệt tình và đáng tin cậy, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch cũng là thời điểm tốt để người tuổi Kỷ Mùi áp dụng sự linh hoạt và sắc sảo của mình trong công việc. Dù có những lúc cảm thấy căng thẳng, nhưng bằng khả năng giao tiếp thông minh, bạn sẽ biết cách hòa giải và tạo không khí thoải mái trong môi trường làm việc. Đây là lúc bạn nên tập trung vào các công việc cấp bách, những dự án đòi hỏi sự nhanh nhẹn, tinh thần dấn thân và đôi khi cần sự mạo hiểm. Người tuổi Kỷ Mùi cũng nên chú trọng giữ vững sự lạc quan vốn có của mình. Bạn hiểu rằng những thử thách hiện tại chỉ là tạm thời và luôn tin vào khả năng vượt qua mọi khó khăn. Chính sự bình thản, nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên định sẽ giúp bản mệnh bước qua mọi rào cản. Bạn không bao giờ quên rằng cuộc sống giống như một dòng chảy tự nhiên. Đôi lúc có gành đá hay dòng chảy xiết, nhưng nếu biết thích ứng, bạn sẽ nhanh chóng tìm được lối đi riêng, hướng về những thành công mà mình mong muốn. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này là thời gian người tuổi Kỷ Mùi cần nhìn lại, rút kinh nghiệm từ những sai lầm và tiếp tục hành trình bằng tất cả sự nỗ lực và quyết tâm. Bản mệnh sẽ tìm thấy niềm vui trong chính sự kiên trì và lòng tin vững chắc vào bản thân. Điều này không chỉ mang lại cơ hội phát triển sự nghiệp mà còn giúp bạn trưởng thành, mạnh mẽ hơn trên con đường dài phía trước. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, mở ra với sự hiện diện của sao Bát Bạch nhập cung chính Tây, báo hiệu tuổi Kỷ Mùi sẽ có dịp đón nhận nhiều tài lộc và cơ hội tài chính quý giá. Đây là khoảng thời gian con giáp này cần tinh tế trong việc nắm bắt từng cơ hội vàng mà vận mệnh mang lại. Cánh cửa của may mắn không phải lúc nào cũng rộng mở, nhưng trong thời điểm này, những dấu hiệu tích cực cho thấy tài vận của bạn đang trên đà hưng thịnh. Chỉ cần bạn đủ nhạy bén và tự tin bước qua những cơ hội, tài chính hiện ra trước mắt tuổi Kỷ Mùi như những tia sáng le lói trong màn đêm, mời gọi bạn đến gần hơn, mạnh dạn và liều lĩnh một chút để nắm bắt. Đây không chỉ là lúc để bạn lặng lẽ chờ đợi, mà cần phải chủ động tiến lên đặt cược vào những dự án có tiềm năng để biến những ước mơ thành hiện thực. Bản mệnh cần một chút can đảm để tiến tới, vì đôi khi chính sự liều lĩnh sẽ đưa bạn đến với những thành tựu vượt ngoài mong đợi. Đối với nhiều người tuổi Kỷ Mùi, khi hiểu rõ mục tiêu của mình từ sớm, việc cân đối giữa sự nghiệp và tài chính đã trở thành một phần của hành trình tiến bước đến đỉnh cao cuộc sống. Những gì mà bạn đạt được trong thời điểm này không phải là vận may từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của sự kiên trì, nỗ lực không ngừng và những lần mạo hiểm, khôn ngoan. Bạn đã gieo niềm tin vào từng dự án nhỏ lẻ, từng bước đầu tư mà bản thân lựa chọn. Và giờ đây một trong video đang đem lại trái ngọt, chính sự bền bỉ và khả năng nhận diện cơ hội đã giúp bạn tìm thấy nguồn tài lộc dồi dào trong vận trình tài lộc này. Tuổi Kỷ Mùi hiểu rõ một bài học sâu sắc, may mắn không phải là thứ có thể, lên kế hoạch cũng không phải là điều có thể kiểm soát. Bạn không thể đoán trước chính xác khi nào may mắn sẽ đến, nhưng bạn luôn biết cách chuẩn bị sẵn sàng, không bao giờ để lỡ một cơ hội nào xuất hiện, không đặt hết trứng vào một giỏ. Người tuổi Kỷ Mùi khôn ngoan, phân chia nguồn lực của mình vào nhiều dự án khác nhau, có thể không phải tất cả đều thành công lớn, nhưng với sự phân tán khéo léo này, bạn giữ được sự an toàn và ổn định cho tài chính của mình trong dài hạn. Chính nhờ tinh thần lạc quan và niềm tin vào bản thân mà người tuổi Kỷ Mùi sẽ gặt hái được những thành công lớn về tài lộc trong thời điểm này. Bạn nhận ra rằng mỗi cơ hội tài chính dù lớn hay nhỏ đều là nền tảng cho sự giàu có trong tương lai. Từng đồng lời lãi tích lũy, từng khoản đầu tư dù nhỏ nhưng có ý nghĩa, tất cả đang hình thành nền tảng tài chính vững chắc, giúp bạn tiến gần hơn đến những giấc mơ của mình. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này là một giai đoạn tài lộc dồi dào cho người tuổi Kỷ Mùi. Hãy mạnh dạn quyết đoán và khéo léo trong từng bước đầu tư của mình. Nhờ vào khả năng quan sát tinh tế và không ngừng tìm kiếm cơ hội, bạn sẽ có một thời điểm trọn vẹn, giàu có và ổn định trong tài chính. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, vận trình tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi có phần trắc trở và nhiều điều trăn trở. Dường như với tâm trí bạn, công việc và các khía cạnh khác trong cuộc sống còn quá nhiều áp lực,
và sự xáo trộn khiến bạn có lòng mà dồn hết tâm sức vào chuyện tình cảm. Điều này làm cho những mối quan hệ gần gũi nhất cũng có lúc nhạt nhòa và thiếu đi sự gần gũi khi mà thời gian dành cho nhau chưa thực sự đủ để cảm nhận và chia sẻ. Với những cặp đôi mới quen, có thể bạn đang cảm nhận một điều gì đó không thật sự chắc chắn, như thể có một rào cản vô hình ngăn cách. Đôi khi cảm giác này đến từ sự mơ hồ của mối quan hệ hoặc những do dự trong lòng khiến bạn thiếu đi sự tự tin để bước tiếp, vội vàng tiến xa hơn trong giai đoạn chưa rõ ràng này. Có thể không phải là lựa chọn khôn ngoan. Hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn và cho nhau thêm thời gian chính là cách để bạn và người ấy hiểu nhau sâu sắc hơn. Đôi khi một chút chậm lại giúp bạn có đủ thời gian để cảm nhận xem liệu người đó có thực sự là mảnh ghép mà bạn đang tìm kiếm. Bên cạnh đó, ngũ hành xung khắc trong thời điểm có thể làm phát sinh một số xung đột trong mối quan hệ hiện tại, có thể chỉ vì những điều nhỏ nhặt, như một lần quên lời dặn của đối phương hay vô tình bỏ qua một chi tiết quan trọng mà nửa kia đã chia sẻ, bạn và người ấy dễ lâm vào tình huống hiểu lầm. Tưởng chừng chỉ là những mâu thuẫn nhỏ, nhưng nếu không khéo léo xử lý, chúng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến những cuộc cãi vã lớn hơn. Để tránh rơi vào hoàn cảnh chuyện bé xé ra to, bạn hãy tự nhắc nhở mình, lắng nghe và chú ý hơn, bởi đôi khi sự quan tâm xuất phát từ những điều tưởng chừng như nhỏ bé nhất. Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là bạn cần chấp nhận và tôn trọng những điểm chưa hoàn hảo ở bản thân mình và ở người ấy. Vì không ai là hoàn hảo, và trong tình yêu, sự chấp nhận là điều vô cùng đáng giá. Thay vì nhìn vào những khuyết điểm để chỉ trích hay xem nhẹ nhau, bạn nên học cách đánh giá cao những nỗ lực và phẩm chất tích cực mà cả hai đã dành cho nhau. Đây là thời điểm để bạn lắng nghe, nhìn nhận lại mối quan hệ và có thể học cách mở lòng hơn, xây dựng nền tảng vững chắc cho tình cảm bằng sự thấu hiểu và sẻ chia. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi có thể không mấy êm đềm, nhưng nếu bạn biết cân nhắc, trân trọng những điều tốt đẹp ở đối phương và dành cho nhau sự kiên nhẫn, thì đây lại chính là cơ hội để tình yêu trưởng thành và sâu sắc hơn. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, đúng nửa cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, tuổi Kỷ Mùi cần dành sự chú tâm đặc biệt đến sức khỏe của bản thân, bởi đây sẽ là nền tảng giúp bạn đủ sức khỏe và tinh thần để đón nhận những thử thách và cơ hội trong các lĩnh vực khác, đặc biệt trong thời điểm mà lục bạch ngụ tại trung cung. Đây là dấu hiệu nhắc nhở về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, nhất là với những ai đang phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho người thân hoặc đi xa thường xuyên. Người tuổi Kỷ Mùi có thể sẽ trải qua những giai đoạn mệt mỏi do phải quan tâm chăm sóc cho người khác, hoặc đơn giản là vì công việc đòi hỏi di chuyển nhiều dẫn đến sức khỏe thể chất bị tiêu hao. Lời khuyên từ sao lục bạch là hãy chú ý dưỡng sức, giữ gìn năng lượng cho chính mình, bởi một cơ thể khỏe mạnh mới có thể chăm sóc chu toàn cho những người mình yêu thương. Đừng quên rằng chỉ khi bản thân đủ vững vàng, bạn mới có thể là chỗ dựa an toàn cho gia đình. Những ai phải di chuyển xa nhà cần đặc biệt lưu tâm, chuẩn bị chu đáo trước hành trình của mình, từ việc mang đầy đủ các loại thuốc men cần thiết đến các dụng cụ sửa chữa cơ bản cho hành trình xa lạ. Đặc biệt khi sức khỏe không ổn định, dễ làm bạn rơi vào tình thế khó xử. Vì vậy, hãy luôn sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ. Sức khỏe là yếu tố cần được ưu tiên hàng đầu, và đôi khi những sự chuẩn bị cẩn thận này chính là lá chắn giúp bạn vượt qua những khó khăn nhỏ nhặt trên đường đi. Đồng thời, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này cũng là thời điểm chuyển mùa tiết trời hanh khô, khiến không ít người tuổi Kỷ Mùi dễ gặp các triệu chứng khó chịu như ho khan, khô da hay khô mũi. Đây là lúc cơ thể cần thêm sự bổ sung bồi dưỡng để thích nghi với thời tiết. Lời khuyên cho bạn là hãy nhớ uống đủ nước, không cần uống quá nhiều cùng lúc, mà chỉ cần nhấp từng ngụm nhỏ, đều đặn, mỗi khi thấy khát, vừa giúp cơ thể dễ chịu hơn, vừa ngăn ngừa tình trạng khô nước da hay cổ họng với những ai có tiền sử bệnh mãn tính. Đây cũng là giai đoạn bạn nên tăng cường thăm khám giữ sức khỏe ổn định nếu cảm thấy dấu hiệu bất thường nào. Đừng chủ quan mà hãy nhanh chóng tìm đến sự tư vấn y tế cần thiết. Cơ thể là món quà quý giá, và đôi khi chỉ cần một chút chăm sóc tỉ mỉ cũng có thể giúp bạn duy trì sức khỏe dẻo dai, sẵn sàng cho mọi thử thách của cuộc sống. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, người tuổi Thì Mùi cần có kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn. Chăm sóc sức khỏe chính là chăm sóc cho cả tương lai. Vì vậy, đừng tiếc những giây phút dành cho bản thân, cho dù đó chỉ là những thói quen nhỏ như uống nước, nghỉ ngơi hay mang theo thuốc dự phòng.
Sức khỏe sẽ là bệ phóng giúp bạn vững vàng và thành công trong hành trình phía trước. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi tuần đầu tiên tháng 11 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Bước vào tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch đến, người tuổi Kỷ Mùi sẽ thấy mọi việc bắt đầu vào guồng và trở nên ổn định hơn. Các cơn bão từ trước đó đã qua đi, để lại cho bạn không gian thở và cơ hội để nhìn nhận lại mọi thứ một cách sáng suốt hơn. Đây chính là thời điểm vàng để bạn đẩy mạnh các dự án và kế hoạch còn dang dở trong công việc. Bạn sẽ cảm nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và cấp trên. Họ đánh giá cao những nỗ lực của bạn trong thời gian qua, và điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy tự tin đề xuất những ý tưởng mới, và nếu có cơ hội lãnh đạo một nhóm, đừng ngần ngại nhận lấy thử thách này. Bạn có thể nhận ra rằng mình có khả năng lãnh đạo tốt hơn mình nghĩ. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tình cảm có thể xuất hiện một số khó khăn nhỏ. Nếu bạn đã có người yêu, hãy cẩn trọng trong lời nói và hành động, vì có thể những hiểu lầm nhỏ sẽ dễ dàng trở thành những cuộc cãi giả không đáng có. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn thể hiện sự thấu hiểu và cảm thông với đối phương. Hãy dành thời gian để trò chuyện và làm rõ những cảm xúc của cả hai. Một buổi hẹn hò lãng mạn sẽ là liều thuốc hữu hiệu giúp tình cảm của bạn trở nên nồng nàn hơn. Đối với những người độc thân, bạn có thể gặp gỡ một người thú vị qua các hoạt động xã hội hoặc những buổi tiệc tùng. Tuy nhiên, đừng vội vàng trong việc xác định tình cảm. Hãy cho bản thân thời gian để hiểu rõ về người đó trước khi quyết định tiến xa hơn. Cẩm nang dượng vận, con số may mắn là 14, 32 và 50. Quý nhân phù trợ là tuổi Dần và tuổi Tý. Màu sắc cát tường là màu đỏ và màu hồng. Lời khuyên trong tuần này, hãy tập trung vào việc xây dựng hình ảnh cá nhân và phát triển kỹ năng của bản thân. Những khóa học trực tuyến hoặc các buổi hội thảo chuyên môn sẽ mang lại cho bạn nhiều kiến thức hữu ích, đồng thời giúp bạn mở rộng mối quan hệ. Ngoài ra, việc chăm sóc sức khỏe cũng nên được ưu tiên. Bạn có thể dành thời gian để tập luyện thể dục hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời, giúp tinh thần bạn thêm phấn chấn. Lưu ý rằng, việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ mang lại cho bạn sức lực dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi cho những dự định trong tương lai. Hãy nhớ rằng, sự thành công không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân, mà còn từ sự hỗ trợ và kết nối với những người xung quanh. Giữ một tinh thần lạc quan và tiếp tục kiên trì với những ước mơ của mình, vì ánh sáng ở cuối con đường đang dần gần kề hơn bao giờ hết. Tiếp theo là tử vi tuần cuối cùng trong tháng 11 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Khi bước vào tuần thứ hai của tháng 11 âm lịch, tuổi Kỷ Mùi sẽ cảm nhận được một luồng sinh khí mới tràn đầy sức sống. Đây là thời điểm mà những nỗ lực và quyết tâm của bạn trong những tuần trước sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái. Nhiều cơ hội tốt đẹp sẽ đến, mở ra cánh cửa cho bạn tiến gần hơn đến những mục tiêu mà bạn đã đặt ra trong công việc. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo và tư duy sáng tạo của mình. Các dự án nhóm hoặc các cuộc họp quan trọng sẽ diễn ra và bạn sẽ là người có tiếng nói chủ chốt trong những quyết định quan trọng. Hãy tự tin, vì bạn được nhìn nhận như một người có tầm nhìn rõ ràng và có khả năng điều phối tốt. Tuy nhiên, nhớ giữ một cái đầu lạnh và lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh để tránh các quyết định vội vàng. Về mặt tài chính, tuần này có thể mang đến một số bất ngờ tích cực. Nếu bạn đã có những khoản đầu tư hoặc đang chờ đợi một cơ hội tài chính nào đó, rất có khả năng nó sẽ mang lại kết quả khả quan. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng và đừng vội vàng trong việc chi tiêu, vì bạn có thể gặp một vài chi phí phát sinh ngoài ý muốn. Quản lý tài chính một cách thông minh sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định trong thời gian tới. Về phương diện tình cảm, những mối quan hệ sẽ trở nên ấm áp và gần gũi hơn. Nếu bạn đã có người yêu, hãy lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò đặc biệt để hâm nóng tình cảm, dành thời gian cho nhau, trao đổi những suy nghĩ và cảm xúc sẽ làm cho mối quan hệ của bạn thêm bền chặt. Đối với những người độc thân, đây là thời điểm tốt để mở lòng và có thể tìm kiếm một nửa của mình. Hãy tham gia các hoạt động xã hội hoặc kết nối với những người bạn mới. Cẩm nang dượng vận, con số may mắn là 27, 45 và 81. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ và tuổi Dần. Màu sắc cát tường là màu vàng và màu nâu. Lời khuyên, tuần này bạn hãy tập trung vào việc củng cố các mối quan hệ xã hội
và làm phong phú thêm kiến thức của bản thân. Các buổi giao lưu hội thảo hoặc tham gia vào các câu lạc bộ sẽ là cơ hội tốt để bạn mở rộng mạng lưới kết nối. Ngoài ra, hãy chú ý đến sức khỏe của bản thân, duy trì một chế độ ăn uống hợp lý và thường xuyên luyện tập thể dục sẽ giúp bạn giữ được năng lượng dồi dào để đón nhận những thử thách mới trong tương lai. Đặc biệt hãy dành thời gian thư giãn chăm sóc tinh thần của bạn qua các hoạt động như thiền, yoga hay đọc sách. Cuối cùng, đừng quên rằng sự tự tin và lòng kiên nhẫn sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Hãy tin tưởng vào bản thân và những quyết định mà bạn đưa ra, vì mỗi bước đi đều góp phần vào con đường dẫn đến thành công của bạn. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này chính là bước đệm để bạn chuẩn bị cho những tháng tiếp theo tràn đầy hứa hẹn. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Kỷ Mùi 1979 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát. Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát mang đến sự phù hộ và độ trì cho người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Tượng Phật Văn Thù cầm kiếm phát ra ngọn lửa cao, tượng trưng cho trí tuệ, khả năng phân biệt tốt xấu. Tay trái cuốn kinh bát, nhã biểu tượng cho sự giác ngộ, khả năng nhìn thấu sâu sắc về cuộc sống, sự bổ sung cành sen. Còn thể hiện ý nghĩa về đạo đức và sự thanh khiết hộ thân của Phật bản mệnh, đại diện cho sự phù hộ và độ trì trên con đường cuộc sống. Mặt Phật là sự tượng trưng cho niềm tin và sự tin cậy, mang theo bình an và đương đầu trước khó khăn. Phật bản mệnh bảo vệ khỏi tiểu nhân và hỗ trợ tập trung vào sự nghiệp phát triển hướng đến mục tiêu vượt qua khó khăn, khai mở trí tuệ học tập tốt và tạo nên tương lai mở rộng. Nhiều người lựa chọn đeo Phật bản mệnh để hóa giải những vấn đề về tình duyên và mong muốn bảo vệ gia đình khỏi điều không tốt. Tóm lại, tượng Phật bản mệnh Văn Thù mang ý nghĩa của sự độ trì trí tuệ và sự bình an, phù hộ cho người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, giúp họ phát triển tư duy, thành công trong công việc và hòa hợp trong công việc, cuộc sống. Tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc, an lành và tinh thần lạc quan trong đời sống. Người sinh tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, mệnh Kim Bạch Kim, thường mang trong mình khả năng đối mặt với các phép thuật và khó khăn một cách quyết đoán. Tượng Phật Di Lặc với biểu tượng của một vị Phật mang bao tải tiền và mỉm cười hạnh phúc. Điều này thể hiện sự lạc quan, niềm vui trong cuộc sống và sự giàu sang phú quý. Tượng Phật Di Lặc thể hiện tinh thần hòa hợp, đồng cảm và lòng bác ái. Điều này phù hợp với bản chất thông minh. Trí thông minh của người tuổi Kỷ Mùi, khi họ có khả năng thông minh và kết nối với người khác một cách tốt đẹp, với tư duy linh hoạt và sự kiên nhẫn của mình, tuổi Kỷ Mùi có thể tận dụng tượng Phật Di Lặc để tạo ra môi trường tích cực và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Tượng này nhắc nhở họ về tầm quan trọng của lạc quan, hòa thuận và lòng bác ái, giúp họ vượt qua khó khăn và tạo nên cuộc sống thịnh vượng và an lành. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là một biểu tượng phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông, được coi là linh vật mang đến may mắn, bình an và bảo vệ. Đối với người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, tượng Tỳ Hưu có ý nghĩa đặc biệt và tương hợp. Tượng Tỳ Hưu được coi là biểu tượng may mắn, mang lại sự bình an cho gia đình và cuộc sống. Đối với người tuổi Kỷ Mùi, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ thu hút năng lượng tích cực, tạo ra môi trường thịnh vượng và an lành. Tượng Tỳ Hưu cũng được cho là có khả năng bảo vệ khỏi những thế lực tiêu cực và hóa giải những nguy cơ tiềm tàng với khó khăn của tuổi Kỷ Mùi. Tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ vượt qua những thách thức một cách bình an. Tượng Tỳ Hưu thường được kết hợp với tài lộc và thịnh vượng, với tầm nhìn mở rộng và tinh thần trách nhiệm. Người tuổi Kỷ Mùi có thể tận dụng tượng Tỳ Hưu để thu hút cơ hội tốt trong sự nghiệp và tài chính. Ngoài ra, tượng này có thể giúp hóa giải những trở ngại trong mối quan hệ và mang lại sự hòa hợp. Tóm lại, tượng Tỳ Hưu mang đến nhiều ý nghĩa tích cực cho người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, bao gồm may mắn, bình an, bảo vệ thịnh vượng và sự hòa hợp trong nhân duyên. Nó có thể là một biểu tượng đáng giá để họ mang theo
nhằm tạo ra một môi trường tích cực và thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. Thiềm thư cốc ba chân, tượng thiềm thư là một biểu tượng phong thủy quan trọng, mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng, bình an. Đối với tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, tượng thiềm thư mang đến nhiều ý nghĩa tích cực. Người tuổi Kỷ Mùi thường có bản lĩnh và sự mạo hiểm trong cuộc sống. Tượng thiềm thư có thể hỗ trợ và tăng cường khả năng này bằng cách thu hút khả năng tài lộc và thịnh vượng. Với khả năng đối mặt với khó khăn và các thách thức, vật phẩm này có thể giúp họ vượt qua trở ngại và tạo ra môi trường kinh doanh, công việc và tài chính thịnh vượng. Ngoài ra, tượng thiềm thư còn mang ý nghĩa của sự bình an và bảo vệ đối với người tuổi Kỷ Mùi. Điều này có thể giúp họ duy trì tinh thần lạc quan và tự tin, đồng thời hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Tượng thiềm thư không chỉ là một biểu tượng mang tính tâm linh, mà còn là một biểu tượng thể hiện quyết tâm và sự kiên nhẫn của người tuổi Kỷ Mùi để đạt được thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Thưa quý khán giả, theo các chuyên gia trong cây cảnh phong thủy, để phù hợp với từng không gian và hợp tuổi thì sẽ mang lại sự may mắn, sức khỏe, hòa thuận và hạnh phúc cho gia đình. Vậy những người tuổi Kỷ Mùi hợp với cây phong thủy gì, trồng cây cảnh gì trong nhà, nơi làm việc cho hợp mệnh, giúp tài vận hanh thông, may mắn ngập tràn. Tuổi Kỷ Mùi là những người sinh 1979, thuộc ngũ hành quả, thiên thượng quả, theo ngũ hành tương sinh trong phong thủy, mộc sinh quả, vì vậy các cây màu đỏ, hồng, tím, cam thuộc hành quả ra thì người tuổi Kỷ Mùi cũng có thể trồng các cây màu xanh lá cây thuộc hành mộc. Ngoài ra, tránh mua những cây có màu đen, xanh nước biển thuộc hành thủy, vì thủy khắc quả. Những cây có màu nâu và vàng thuộc hành thổ, vì quả sinh thổ, mệnh quả bị thua thiệt, tiêu hao và không tốt cho vận mệnh của Kỷ Mùi. Cây thuộc mộc, bạn có thể chọn nên trồng các loại cây có màu xanh non, tươi tắn như bạch quả, thiên tuế, thông đuôi ngựa, bách xanh. Những loại cây này không những mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà mà còn tốt cho sức khỏe và khí vượng trong gia đình. Tuổi Kỷ Mùi nên trồng các loại cây có thể ra hoa, nên dùng chậu có màu đỏ, hồng để tăng thêm dưỡng khí. Một số loại hoa thuộc hành quả nên trồng đó là hoa lan, hồ điệp, hoa phượng tiên, hoa quả tước. Thông thường màu đỏ với ý nghĩa may mắn, là biểu tượng của tình yêu lãng mạn, là sự can đảm, nhiệt huyết, là màu của thách thức, đam mê, là màu của giàu có, may mắn, sự sống và sung túc. Theo tử vi, màu cam mang lại năng lượng và thu hút người khác vào câu chuyện của gia chủ. Màu cam là màu của danh vọng và tình yêu. Để tăng tài vận cho Kỷ Mùi thì trong nhà nên để hai hoặc là bày chậu cây cảnh để thích hợp nhất. Có thể kể ra một số cây hợp tuổi Kỷ Mùi, bao gồm tùng, trúc, cúc, mai, kim ngân, kim tiền, phát tài hồng môn, trạng nguyên, bạch mã hoàng tử. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.